Đang có rất là nhiều người nói Trung Quốc đang xây kho lớn ở gần biên giới để bán hàng sang Việt Nam giá rẻ hơn. Việt Nam khó. Thật ra ấy, điều này có thể sẽ xảy ra, nhưng em nghĩ là lợi thế cạnh tranh ở trong nước không thể nào xóa bỏ được. Lợi thế cạnh tranh trong nước nó vẫn là một lợi thế vô 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 cùng lớn anh em ạ. Thề với anh em này, em nói chuyện như này nhé. Ví dụ đây, nếu em chỉ là một thằng bình thường, anh em chưa từng quen mặt, chưa từng biết tên, đúng không? Dù em có nói hay đến mấy, cái việc mà em bán được hàng cho anh chị nó cũng rất là khó, đúng không? Kể cả rẻ nó rất là khó. Bởi vì chúng ta có một cái tháp gọi là thứ tự ưu tiên mua hàng. Cái tháp này được vận hành như thế này ạ. Anh chị tưởng tượng là nếu trên thị trường không ai bán cái kẹp này, được chưa ạ? Em thề luôn, thị trường ở Việt Nam chưa có cái kẹp này. Em mới nhập 10 cái về để test thôi thì em đang dùng 3 cái rồi. Thì như này ạ, anh chị sẽ mua của thì ông nào nếu có cái kẹp này, được chưa? Anh chị sẽ không quan tâm đến người bán. Nhưng sau đó trên thị trường ai ai cũng bán cái kẹp này thì bắt đầu anh chị mới quan tâm là thằng nào là thằng bán rẻ, đúng không ạ? Và nếu mà toàn tất cả mọi người bằng giá nhau ạ, ai cũng bán giống ai thì bắt đầu anh chị sẽ quan tâm là ai là người có name hơn ở thị trường, tức là gì ạ? Là những người mà có kênh, có nhiều người biết, nhiều fan hâm mộ, hoặc là có am hiểu vào trong lĩnh vực, ví dụ như Nho rất là rành về livestream. Anh chị muốn mua một thiết bị livestream, anh chị sẽ tìm đến em để mua thay vì việc là mua của một người ngoài kia với một mức giá thậm chí là rẻ hơn một tí, anh chị cũng chả quan tâm. Đúng không ạ? Đấy gọi là lợi thế của anh em mình là ở trong nước, nên là mình rất là dễ dàng xây kênh cũng như là tạo ra cái thương hiệu cá nhân của mình để mình bán hàng. Và cái điều này ấy, bọn Trung nó không có. Bọn Trung nó không có được. Nếu mà có thì bọn nó cũng phải đổ ra tiền phải gấp đôi, gấp ba, gấp 10 lần mình thì nó mới bằng mình được. Anh chị bỏ ra 100 triệu anh chị xây một cái kênh. Nhưng mà nếu nó muốn xây một kênh như anh chị ấy, nó phải bỏ ra 1 tỷ nó mới xây được một kênh như vậy. Bởi vì em đã tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài bên Trung rồi. Hôm vừa đó em vừa đi học một cái khóa livestream bên Trung, em học xong em phát hiện ra à, không phải sợ bọn nó nữa rồi. Bọn nó không livestream giỏi như là mình nghĩ đâu các bạn ạ. À, bọn nó livestream không giỏi như mình nghĩ đâu, chỉ vì đơn giản là đất nước có tỷ dân nên là volume thị trường nó lớn hơn mình thôi. Chứ bọn nó like cũng bình thường, cách like cũng bình thường y hệt như mình. Nói đúng hơn là thậm chí bọn nó còn đang phải học like của bọn mình luôn đấy. Tại vì thị trường nó khác nhau mà, nó có thể bên Trung nó like như thế thì ok, nhưng sang Việt Nam nó phải học lại like của mình. Vì ở Việt Nam mình khác bọt lắm. Việt Nam mình khác bọt lắm. Phạm Thoại chỉ cần, à đâu, Hà Linh chỉ cần mỗi là ghim sản phẩm vào phát đã hết hàng rồi. Làm gì phải nói cái gì. Đó là sức mạnh của thương hiệu cá nhân. Mà bên nước ngoài nó không có được điều đấy, nên là anh em ở trong nước, anh em ở nội địa cứ làm đi, cứ xây kênh đi vẫn ngon, không phải sợ bọn nó cạnh tranh đâu anh em ạ. À, không sợ gì bọn nó đâu, sợ gì.